Panda. I got broads in the land. Just to go be in the fan. Credit cards in the scams. Getting the looks in the band. Legacies. Ok, chào mừng anh em đã quay trở lại với Vũ Đài Gaming. Hôm nay mình sẽ trở lại với một nhân vật mới tên là Rune Witcher. Nhân vật này thì đã xuất hiện từ phiên bản Season 14.2 và 14.5. Thì em đã xuất hiện với dòng đám phép. Thì thường thường á, thì trên mạng cũng có rất nhiều bản build về em này, nhưng mà mình chưa nhận thấy là có bản nào được build được đến max đam, nghĩa là số đam lớn nhất có thể. Thì mình cũng đã may mò được mấy hôm, cũng gọi là tập sơ sơ thôi, nhưng mà mình build lên thì mình nhận ra một điều là em này đam wick cực kỳ to, đam phép thuật cực kỳ khủng khiếp. Bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy cái số đam mà em đó hiện lên được nhá. Các bạn có thấy điều gì không ạ? Nghe con trò chuột của mình không ạ? 6.685 đam wick cộng với 11.631 đam là item mang lại, đồ đạc mang lại cho nó, nghĩa là tổng đam của nó lên tận 18, hơn 18k đam phép thuật và gần như là max speed nha các bạn, max speed nha các bạn, vẫn là max tốc độ đánh. Thì bây giờ mình sẽ đi cùng với các bạn trải nghiệm em nó với một số map gọi là từ map nhỏ đến map cao để mình xem được cái đam em nó tác động đến quái như nào. Sau đó mình sẽ sâu đồ cũng như là bảng master 1, master 2 cũng như bảng pole nha các bạn, bảng điểm nha các bạn. Đầu tiên thì chúng ta thử đến với map Jungle 1 map level 700. Mình nghĩ đối với map này chắc để run của mình chắc một thả quá, mình thề luôn, một thả là chết quái á. Đây, thử với mấy con quái này thôi cũng được rồi, một thả one hit one kill kinh. Đám crit là nhảy là ăn hit ăn kill nhé các bạn, một thả nha các bạn. Ôi mẹ ơi, mình còn chưa tăng đam bởi các vật phẩm trong game nha các bạn. Đây là những cái ngọc, những cái vật phẩm mà có thể ép ra từ viên ngọc ạ, ngọc B với ngọc sụt đấy sẽ tăng speed để tăng đam. Đây bây giờ mình sử dụng nó nhé, một thả với map 770 level deep jungle 1, quá khủng khiếp. Ok, bây giờ tiếp theo bỏ qua Jungeon 2, chúng ta đến với Jungeon 3. Theo các bạn thì như nào? Mình nghĩ sẽ vẫn là rất đáng sợ đấy, cực kỳ đáng sợ đấy. Ồ, em này thì phải là hai thả rồi, vẫn chưa thể một thả được. Nhưng mà phối hợp với skill Plasma là mình nghĩ là sẽ là một thả nhé các bạn. Đây, phối hợp với skill Plasma là sẽ là một thả. Đấy, gần như là một thả thôi, một thả một con quái. Đấy, không cần luôn, max speed deep Jungeon 3 vẫn là có thể là một thả nha các bạn, vẫn có thể là một thả được. Ok, nãy giờ mình quên bật âm thanh trong game cho nó sống đồng chút, sorry anh em nhé. Ở đâu nhỉ, âm thanh trong game rồi. Đây, mình kêu nó đây cho nó sống đầu một tí nha này. Cần là một thả chứ. Nhiều lắm mới là xuất hiện thả, cái thả thứ hai đấy. Khi mà phối hợp với skill Plasma. Đây, skill Plasma này. Gần như là một thả. Gần như là một thả. Với một lượng đam khủng khiếp như này, bạn nào kêu để này farm không tốt, kiểu các kiểu vào đây, mình chắc mình sẽ phải build em này đi theo đường PVP một lần xem thế nào ấy. Dùng eo năm cực kỳ nhanh, sẽ là 3 hit 2 hit, phối hợp với Plasma sẽ là một cái cười.
quá khủng khiếp. Tiếp theo, map swap đâm lầy. Come on baby, chúng ta đến với khu vực bóng tối luôn nha. Mình đang build sẽ thuộc tính theo đường bóng tối. Nên mình sẽ đi theo đường bóng tối để xem đam tối đa của em nó như nào. Đây. Vẫn là boom. Boom tất cả những loại như mà của địch nhanh nhé. Vì mình đang phép mắc đam mà. Quả đánh mid nha anh em, quả sẽ đánh mid, quả sẽ đánh mid. Đây, mình sẽ để cho quả đánh. Chín máu. Đấm tay mình phải là cũng chết rồi. Ôi, chúng ta không nên khinh thường em ấy với những cái map 800 cú bắp này. Cú bè là chắc chắn là ăn đẹp rồi. Map 850. Chúng ta đến với Cube Mai. Vẫn là đi theo đường bóng tối nha anh em. Nếu như các bạn mà muốn PVP em này á, vì đẹp em này khá yếu khi đi PVP nên sẽ phải cần rất là nhiều thủ. Ai bảo solo yêu. Tất nhiên là để lúc này mình nghĩ nó sẽ solo yếu á, rồi so với những cái con farm hàng á như là súng này, để lại là con sụt đấy, là hai con đi farm gọi là giờ bét rồi. Làm PVM với hai em đó nữa, người ta làm quá nhiều. Bây giờ chúng ta đến về map, bỏ qua map Atlant 1 cho các bạn, đi thẳng lên Atlant 3 cho nó chuốt, cho nó mạnh mẽ. Đây, ôi trời ơi. Dù rằng mình build đường là PVM nhưng mà, và sách thuộc tính cũng là PVM nhưng mà đam của quả Atlant rất là mạnh nhé các bạn. Đam cực kỳ mạnh, 670 đam đó. Đi farm như thế nào? Tốt mà. Đối với ai đó? 171 ca đam, 205 ca đam. Mắc đam ở đây là bao nhiêu? 215. Pha vật kiện tường nhé. Mình cho là 215 về map Atlant 3. Chúng ta đến về map cao dông. Map mới. Map 3 là bao nhiêu đây? 160 đất vàng. 134. Hai trăm lẻ một. Mà nhảy thả, nhảy không dây, đang nhảy không dây, đang cao nhảy không dây. Là do mình dùng cái lính của mình cực kỳ bị bắt luôn. 202. Ok, farm cực kỳ tốt nha anh em. Bây giờ đến với map cao nhất 1070, gọi là map trên trời mới, một chân trời mới. Chân trời này sẽ đưa em về đâu? Ok,
tiếp với em nó nào. Đẹp yếu, mình cảm nhận là đẹp sẽ yếu hơn được với ta rồi. 201 cả đam, 256. Nếu mình dự đoán mà bên trời này thủ của quái, mình cảm nhận là nó yếu nha các bạn, nó yếu hơn những cái mặt dưới. Nhưng mà đam nó gây ra lại mạnh hơn nhiều. Chúng chỉ số 250 mấy cả đam. Sau một mặt mới. Quá khủng khiếp. Ok, giờ chúng ta mua về một chỗ nào yên tĩnh một chút. Mình sẽ show cái bảng build của mình và mình nói qua vì sao mình lại build như vậy. Chúng ta đến với Phera đi. Ok, đầu tiên là đến với bảng Pawn. Thì thật sự là bảng Pawn của mình build á, thì mình build chưa được gọi là tối đa cho PVM lắm. Vì sao mình nói như vậy? Thứ nhất là các bạn có thể thấy với tốc độ đánh là max 274 attack speed, khi mà mình dùng thêm là ngựa gọi là rồng mới đi, rồng băng cộng 7 speed, buộc thêm các vật phẩm in game pendant nhận vòng cổ là thêm 75 speed nữa, thì con số mà để mình build 501 agi này á, là hơi thừa. Mình nghĩ là mình nên dồn agi này xuống NE xuống năng lượng để lấy thêm đam nữa, cần có thể đạt đến cán mốc gần 19 cá đam đấy các bạn, không đùa đâu, mạnh đấy. Cũng như là stream nha các bạn, mình cũng có thể hạ xuống được nữa nhưng mà mình chưa có thời gian để mình tẩy lại. Thì đối với bảng Pawn á, thì các bạn lưu ý là bữa em nay mình nghĩ là khi mà các bạn chưa có đồ á, là build tầm 500 đến 600 điểm agi là đủ, vì em đã có skill boost speed này cực kỳ ấn tượng này, hard start. Đây mình sẽ sâu xây thuộc tính ra luôn cho các bạn, in ra hết nha các bạn, chỉ là đam quái hết thôi. Và để mắc đam thì mình phải build 10-10 tất cả, mắc tối đa cộng. Mình lấy put nick để cái đam tối này thêm phần trăm máu nha các bạn, 16% máu tối đa. Về đồ á thì mình sẽ dùng vòng cổ. Các bạn tùy server của các bạn sẽ dùng vòng cổ mà có thể xuất hiện được đam nhiều nhất. Set mình dùng á, là set cao level cao nhất 1100 max ohm max DD với ring bông tai phía bên cái này gọi là bên phải nha các bạn, nhìn theo hướng nhân vật là bên phải nha các bạn, vẫn lấy 7% cộng 7 speed và excellent đam, thêm xuyên giáp và cộng 6 điểm tất cả vào pole. Bên trái á, thì sẽ lấy skill down, crit down và HP. Với vũ khí thì mình dùng vũ khí blue mark down, không lấy speed nha các bạn, mark down. Ngay cả dòng vàng mình cũng ép mark down. Mình đang đi PVM không phải là đi đánh nhau. Với người này mình sẽ dùng cái gây đam quái to nhất. Tại sao mình lại không build thủ nhiều? Vì thật sự á, mình đi về quái, quái nó đam mình không bao nhiêu hết. Mình chỉ muốn là đam quái nhanh, kéo level nhanh thôi. Thì mình sẽ tạo làm sao cho con đam của mình nó to nhất có thể. À, mình giới thiệu cho các bạn, mình nhắc các bạn một điều. Các bạn hãy có để đẹp, đẹp của mình là tầng 6.335 defense đẹp. Đấy là khi các bạn mang bonus đủ nha các bạn, mang đủ bonus của set 1100. Nhưng mà các bạn thấy này, khi mình bỏ ra này, mình chỉ mang một cái giày bình thường vào nhá, là nó chỉ là 4760, trong khi mình mang chân đụng của nó, chân đụng sẹt của nó vào ấy, thì nó lên tầm 6300, hơn tầm bao nhiêu, 6300 trừ 4700 là lên gần 1k5 đẹp. Nên các bạn chú ý khi các bạn build sẹt giống như set 1000 á, thì các bạn dùng chân 1000 sẽ 900, thì các bạn cố gắng dùng chân 100, chân cui cũng được, thì nó sẽ mang lại một chút đẹp cho các bạn khi đi trên quái đỡ bị thiệt thôi. Với ring của mình thì mình ưu tiên ring mắc đam thôi, không thủ. Ring mắc đam thì đam tốt nhất.
Quyến của mình thì em mình nói như lúc đầu rồi, Quyến cực kỳ quý bắp, phục hồi phần trăm máu, đầy máu 5%. Quyến thì mình không nói, khiêm thì mình build cho nó đẹp thôi, đi với quái thì trả giảm đam rồi máu miết các kiểu trả ảnh hưởng. Và mình sẽ so sánh cho các bạn khi mà dùng 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 gầy nha các bạn, dùng gầy blue gọi là gầy gầy thân gầy vũ khí bụt đấy. Đây đây là các bạn nhìn này, mình sẽ bụt hết tất cả, ok bụt hết tất cả 11 nha các bạn, 6.6 và 11 nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thay em nó bởi vũ khí rồng cấp 2. Vũ khí rồng cấp 2 cũng là build mắc đam nha các bạn. Đây chỉ là 9.400, thua đến 11.000 ở thua bên kia là 11.000, ở bên này là 100 nữa là thua tầm là 2.000 Mỹ, 2.000 Mỹ ở quýt đã sẽ thấp hơn rất nhiều nha các bạn. Và đây là vũ khí sóc két dành cho nhà nghèo nhưng mà mình build hẳn lên tầng 10 cơ. Đấy 7.200, tất nhiên là đúng là dùng cho nhà nghèo mà, nhà cày tay mà không mở được hai cái này thì dùng cái này thôi. Nhưng mà nên là mình khuyên các bạn nên mình để mình build, thực sự mình làm video này á, mình để mình muốn các bạn hưởng tới khi mà một nhân vật của web gen build lên á thì không có con nào phế hết. Thực sự khi mà đã mắc đồ là không có con nào đi farm yếu hết á. Nhưng mà cảm nhận em mình nhân group này là farm cực kỳ sướng khi mà mắc speed đam thì khủng. Còn gì để nói nữa. À quên, mình build cho các bạn nhìn cái bảng của Master 1. Vì mình PVM đánh với quái nên mình ưu tiên đam tối đa. Cột bên này mình sẽ ưu tiên là phục hồi máu, mana và agi để có tốc độ đánh, thêm một chút đẹp thuộc tính. Bảng thủ này thì mình lấy cho đủ điểm và mình ưu tiên cộng vào bảng tốc độ đánh và năng lượng để lấy đam. Bạn sẽ trên này lấy dư điểm này các bạn build vào. Còn hai cái này á, nó chỉ tác dụng với Win bá thôi. Khi mà lên Win 4 rồi, mang Win 4 rồi á, thì nó không có tác dụng nữa. Và hai ô này thì bỏ qua giáp với block đam á, thì nó chỉ dùng cho PVP nên mình không có cộng. Đối với bảng 2, bảng skill thì mình ưu tiên lấy attack success rate, tăng tỷ lệ thằng đánh thành công đánh không bị mít, nghĩa là các bạn đam quái là nó gần như là không mít luôn. Để ưu tiên lấy mắc quýt nha các bạn, lấy mắc đam phép thuật nha các bạn, mắc đam phép thuật máu thì còn vừa đủ, vẫn là ưu tiên mana tối đa để có được lượng đam tốt nhất. À, tăng thêm một 20 điểm vào mỗi ô 10 điểm cho quả cầu bóng tối, quả cầu năng lượng để gây thêm một phần đam hỗ trợ cho em nó đi clear cho nhanh nhanh. Bên bảng tấn công á thì đối với ô PVP này thì lấy đủ điểm thôi. Ô này nếu như các bạn có thể bỏ bảng screen hoặc chia bảng bên này qua tăng lên tầm 13 hoặc là 17, các bạn thấy không? Đúc của đam sẽ được em này sẽ được tăng lên 6,68%. Hôm nay các bạn ưu tiên và rất cần thiết bắt buộc phải tăng lên 10 lên 10 nha các bạn. Còn những ô còn lại thì tương tự. Và mình nói với các bạn ô illusion này nó chỉ có gây đam khi mà quái nó vào trong cái ô vòng vòng 4. Vòng 4 là cái gì? Vòng 4 á, một số bạn không hiểu vòng 4, đây đây là vòng tấn công, đây nó chỉ trong cái vòng này thôi, đây là 3, đây là 4. Khi mà quái nó vào trong bộ này nó sẽ được tăng thêm là 5 đam năng lượng đá. Thì đối với những con đánh xa thì cái này thực sự là không cần thiết. Nếu như các bạn yếu, các bạn giữ điểm, các bạn còng vào để các bạn tránh bị khi mà quái những con quái nó đánh gần nó sát nó đánh các bạn chết á thì ok các bạn nên đăng. Nhưng mà mình nghĩ bạn ấy chia điểm đó ô khác và hay hơn 10 điểm để phục hồi 100% máu nhé các bạn. Các ô còn lại thì mỗi ô 11 điểm, dư điểm nó sẽ cộng lên tối thiểu là 10 nha các bạn. Tiếp tục đến với bảng Master 2. Master 2 mình sẽ ưu tiên tăng skill, đây Lightning Storm nha các bạn, mắc
tất nhiên là phải tăng max rồi. 1250 level, ngay cả mình còn thừa điểm mà mình còn chưa tăng này, mình còn không tăng là này mà lượng đam lên tình gần 18 cả đam quýt. Các bạn có thể thấy mình cách mình tăng Internet quýt, tăng tăng lượng đam phép thuật này, tăng max tối đa 40 cho mình nha các bạn. 40 điểm, ưu tiên lấy 40 điểm này đầu tiên, sau đó tiếp đến lấy 20 hoặc 30 điểm skill đam này. Sau đó dư điểm nữa các bạn sẽ cộng thêm điểm vào tăng đam theo win 4. Tiếp tục là tăng vào ô start này thì các bạn nhấp vào, các bạn sẽ tăng vào trong win này nha các bạn. Tăng vào win đam, mình lấy max đam mình đi PVM mà. Sau đó dư điểm nữa thì các bạn tăng vào thủ, tăng vào máu. Trên này cũng tương tự như vậy, tăng hết cho mình vào quýt đam này, nó sẽ có lượng đam to hơn rất là nhiều. Đây, nó hơn được một quýt đam này. Theo các bạn, quá trình build của mình thì theo các bạn build như này thì các bạn cảm nhận về em chức năng như nào, còn kiểu như một số người nói vậy không? Rồi các bạn, theo các bạn thì em này có thể PVP không? Đi lại người đó, đánh nhau được không? Công thành chiến các kiểu. Và các bạn đừng quên like và share và để lại bình luận cho mình nhé. Xem mình build có gì, có gì cho mình. Và các bạn có ý kiến build một đường khác thì để lại bình luận ở phía dưới comment nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you for watching. Bye bye.